chương trình giải đua xe đạp tranh cúp sổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp lần thứ 2 năm 2019. Đua hai trận Cao Lãnh Sa Đéc, Sa Đéc Cao Lãnh. Buổi sáng là anh em đã tập hợp đầy đủ. Đây có này có chú Bảy. Chào chú Bảy. Chú Bảy cũng đi tham gia xem đua nữa hả? Alo. Mong nữa ban chúng tôi xin thông báo các đoàn vận động viên chúng ta chưa ký giấy xác nhận, đề nghị các đoàn chúng ta ký giấy xác nhận gửi về cho bộ phận tổng hợp chúng tôi. Mạnh lắm à. Xin cảm ơn. Đi vòng kiếm hay sao mà không thấy chân ta, thấy chữ chắc đi xe đạp đang đạp rồi, đang đạp khởi động rồi, sáng đạp khởi động vòng mấy này nè, đâu nghe nói như đạp nói vậy nè, hợp lực nữa đâu. Cần Thơ hả anh? Dạ. Dạ. Ủa cái mình ký tên nào vậy anh Ngục? Dạ, lên trên đây anh hỏi mấy em. Ta thấy mấy anh em lên trên đó đó. Long Xuyên, đây là đội Long Xuyên.